Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chính sau đây. 1. 7 món canh trường thọ thải độc gan thận, càng ăn càng khỏe. 2. 7 loại rau ăn vào mang bệnh, càng ăn càng tổn thọ. Sau đây là nội dung đầu tiên. 7 món canh trường thọ thải độc gan thận, càng ăn càng khỏe. Quý vị thân mến, theo như lời khuyên của các bậc danh y ở Trung Hoa thời cổ đại, thì muốn sống trường thọ, không thể không ăn canh. Xét trên kết quả của một cuộc bình chọn mới đây, trong giới đông y, canh được mệnh danh là món ăn đại bổ, thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của những người cao tuổi nhất trên thế giới. Chúng ta vẫn hay ăn các món canh mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để nấu và thưởng thức các món canh với nguyên liệu bình dân, vừa bổ máu, nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí đến các bạn về những món canh trường thọ càng ăn càng bổ, biết để ăn sớm sẽ sống khỏe đến già. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Món thứ nhất, canh bí đao nấu thịt gà. Bí đao là một loại rau có tính mát, giúp thanh lọc cơ thể, giải nhiệt hiệu quả. Chính vì tính mát này mà canh bí đao có thể giúp hỗ trợ chữa trị được nhiều loại bệnh như tiểu đường, ung thư, vàm họng, hen suyễn, ho khan, thúc đẩy tiêu hóa và còn giải độc gan hiệu quả. Khi gan hoạt động tốt thì các chất độc sẽ được bài trừ ra bên ngoài cơ thể và máu cũng trở nên sạch sẽ hơn. Khi kết hợp thịt gà trong món canh bí đao sẽ tạo nên một món canh với rất nhiều tác dụng nổi bật, nhất là thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng máu hiệu quả. Mỗi tuần 2 lần ăn món canh này sẽ giúp cung cấp lượng sắt cần thiết cho cơ thể, lọc sạch máu, mang lại cơ thể khỏe mạnh, thúc đẩy tuần hoàn máu, lưu thông đến tim và não. Món canh trường thọ thứ hai, sườn non nấu củ cải trắng. Bạn có biết rằng người xưa thường ví củ cải là nhân sâm mùa đông bởi những công dụng vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe, ngang với nhân sâm Hàn Quốc. Theo đông y, củ cải có vị cay, ngọt, tính bình, có tác dụng lưu thông hơi thở, trừ đờm, hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu, tiêu thủng giải độc. Vì vậy, khi ăn canh củ cải trắng sẽ trị được bệnh viêm khí phế quản, ho nhiều đờm, khản tiếng, nôn ra máu, chảy máu cam, đái tháo đường. Bạn hãy thường xuyên ăn canh sườn non nấu củ cải trắng từ 1 đến 2 bữa mỗi tuần để bồi bổ cơ thể và nuôi dưỡng máu. Nhất là đối với người già và người thể trạng yếu thì lại càng nên ăn để thêm khỏe mạnh. Thứ ba, canh rau dền nấu với thịt nạc băm. Chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ với rau dền, loại rau nổi tiếng với công dụng bổ máu và tăng cường sức khỏe cho người đang bị suy nhược cơ thể. Một bát canh rau dền ngọt mát nấu với thịt băm sẽ tạo nên một bữa cơm ngon lành và đầy dinh dưỡng. Theo đông y, rau dền có vị ngọt tính mát nên có công dụng thanh nhiệt giải độc cực kỳ hiệu quả, sát trùng các vết thương và viêm nhiễm. Đây là nguồn bổ sung khoáng chất sắt dồi dào cho phụ nữ mang thai, người sinh sao, mới ốm dậy và cần phục hồi cơ thể. Thịt nạc là một thực phẩm bổ dưỡng, chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Nó thúc đẩy các tế bào phát triển và giúp giữ gìn cơ thể luôn khỏe mạnh. Món canh thứ ba, canh bầu nấu nghêu. Nghêu hay còn gọi là ngao, là một loại thực phẩm giàu phốt pho, đạm và vitamin A, C và sắt, kẽm. Vậy nên, nghêu đặc biệt rất có lợi cho sức khỏe. Cũng chính vì lượng sắt trong nghêu nhiều hơn cả thịt bò nên rất bổ máu, thích hợp cho cả bà bầu và trẻ em cùng những người ốm yếu đang cần bồi bổ. Ăn canh nghêu còn tăng cường hệ miễn dịch, giúp người cảm bệnh mau khỏi ốm. Người bình thường thì càng khỏe mạnh hơn, ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, phòng bệnh tiểu đường. Thứ năm, canh rau ngót thịt băm. Có lẽ đây là món canh quen thuộc mà rất nhiều bà nội trợ thường xuyên nấu
trong thực đơn hàng ngày của gia đình mình. Món này có hương vị khá dễ ăn, nên cả người già và trẻ nhỏ đều có thể ăn được. Theo đông y, rau ngót có tính mát, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ huyết, nhuận tràng. Thành phần dinh dưỡng của rau ngót chứa lượng đạm thực vật cao, nên rau ngót được khuyên dùng thay thế đạm động vật. Rau ngót thích hợp nấu canh thịt băm, tôm hoặc là tôm khô, có tác dụng thanh nhiệt rất hiệu quả. Thứ 6, canh gà hầm thuốc bắc. Món canh gà hầm thuốc bắc này là sự hội tụ dưỡng chất từ nhiều vị thuốc bắc: hạt sen, kỳ tử, đẳng sâm, ý dĩ, táo tàu, kết hợp với gà á, tạo nên một món ăn không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng, thích hợp cho người cần phục hồi sức khỏe, các bà mẹ đang dưỡng thai và người thiếu chất dinh dưỡng. Đây cũng là một trong những món canh trứ danh trên toàn thế giới. Nghệ thuật ẩm thực Trung Quốc nằm trong bí quyết dùng lửa. Một món ăn ngon cần có độ lửa thích hợp. Món canh gà hầm thuốc bắc này được hầm cùng với các gia vị trong khoảng 3 giờ. Thời gian hầm dài để đảm bảo rằng gà được ninh mềm và thấm vị. Quý vị thân mến, để nuôi dưỡng một sức khỏe tốt và sống một cuộc đời an lành trường thọ, thì việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong là hết sức cần thiết. Những món canh đại bổ này tuy chỉ xuất phát từ các nguyên liệu hết sức bình dân, quen thuộc, nhưng giá trị của chúng không hề thua kém gì so với nhân sâm Hàn Quốc. Vậy nên các bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn hàng ngày để sở hữu một cơ thể khỏe mạnh. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. 7 loại rau ăn vào mang bệnh, càng ăn càng tổn thọ. Quý vị thân mến, ngày nay khi điều kiện sống ngày càng được nâng cao thì sức khỏe đã trở thành mục tiêu mà rất nhiều người theo đuổi và hướng đến. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất góp phần quyết định chất lượng cuộc sống. Và xin được chia sẻ với quý vị, rau là loại thực phẩm mà chúng ta nên ăn hàng ngày bởi đây là chìa khóa vàng trong một sức khỏe tốt. Nhiều người cũng nắm được điều này nên đã tích cực bổ sung rau vào thực đơn dinh dưỡng của gia đình mình. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các chuyên gia y tế, có những loại rau vốn không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta bởi chúng có chứa nhiều chất độc hại và thậm chí là có nguy cơ gây ung thư nếu bạn ăn thường xuyên. Cụ thể là những loại rau nào, mời quý vị cùng theo dõi. Đứng vị trí đầu tiên trong danh sách này là rau cần, chứa nhiều dung sáng và hóa chất độc hại. Rau cần có lẽ đã quá phổ biến đối với tất cả chúng ta. Những món ăn như rau cần trộn tôm nóng, rau cần xào thịt bò, rau cần nấu canh sườn được rất nhiều người ưa chuộng, nhất là vào những ngày lạnh. Tính ấm của rau cần sẽ giúp bổ máu, hạ huyết áp và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Có hai loại rau cần phổ biến. Một là rau cần cạn trồng ở ruộng. Thứ hai là rau cần nước được trồng ở các bờ ao hoặc bãi nước. Loại cần trồng dưới nước thường chứa nhiều dung sáng và vi khuẩn hơn. Quan sát bằng mắt thường cũng sẽ thấy các sinh vật giống như giun nhưng có kích thước nhỏ hơn bám trên thân rau cần. Vậy nên, trước khi ăn, cần nhặt thật kỹ, ngâm nước muối và rửa sạch lại dưới vòi nước chảy cho đến khi loại bỏ hoàn toàn các sinh vật này, cũng như lượng thuốc trừ sâu trong rau. Đừng nghe theo câu nói, cần tái cả nhừ mà rước bệnh vào người. Loại rau thứ hai trong danh sách này là rau muống bị phun nhiều thuốc sâu và thuốc kích thích tăng trưởng. Món rau muống luộc từ bao đời nay đã trở thành một món rau quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm của người Việt. Đây là loại rau bình dân có giá rẻ, hương vị lại quen thuộc và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, trong quá trình trồng rau, người trồng vì muốn thu lợi nhuận nhanh chóng nên đã bơm thuốc kích thích tăng trưởng để lá rau dài xanh mơn mởn, bóng đẹp hấp dẫn. Chỉ vài ngày là có thể thu hoạch được. Cùng với đó là rau muống rất dễ mọc nên thường được trồng ở khu vực ao mương bị ô nhiễm nguồn nước, không đảm bảo vệ sinh vi khuẩn và hóa chất dễ dàng xâm nhập. Và đi từ ngoài đồng ruộng lên đến bàn ăn, cuối cùng là sinh sôi trong cơ thể con người, gây đau bụng tiêu chảy, ngộ độc cấp tính. Vậy nên bạn trước khi quyết định ăn rau muống, hãy lựa chọn thật kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Vị trí thứ 3 thuộc về đậu đỗ. Tuy ngon miệng nhưng bị phun nhiều hóa chất, đây là một loại rau quả được rất nhiều người thích bởi đậu đỗ rất dễ chế biến, có thể xào luộc đều được.
Tuy nhiên, loại quả này lại xếp đầu bảng trong danh mục những loại rau quả bị phun nhiều thuốc trừ sâu nhất. Từ khi đậu bắt đầu kết trái, người trồng đã tiến hành phun thuốc, cứ vài ngày lại phun một lần. Chính vì vậy, lượng thuốc trừ sâu sẽ không kịp phân giải hết và có thể ngấm vào bên trong qua lớp vỏ rất mỏng của quả. Khi người tiêu dùng mua về, dù có ngâm rửa kỹ thì cũng chỉ hạn chế được phần nào độc tố chứ không thể loại trừ hết được. Đứng thứ tư là giá đỗ bị ngâm thuốc để kích thích tăng trưởng. Giá đỗ nếu được ủ theo cách truyền thống sẽ rất sạch sẽ, tươi ngon và cực kỳ bổ dưỡng. Tuy nhiên, do người bán hàng muốn rút ngắn thời gian ủ để giá mọc nhanh hơn và có kích thước cũng như cho năng suất cao hơn. Vì thời gian quá ngắn, thuốc chưa kịp phân hủy hết, nếu ăn giá rất độc, rất nguy hiểm. Có một kinh nghiệm cho các bà nội trợ khi chọn mua là nếu thân giá trắng, to, mập, giòn và hầu như không có rễ, chính là những loại giá đỗ đã dùng chất kích thích và diệt phần rễ khi ngâm ủ. Những loại giá đỗ này mặc dù chứa nhiều hóa chất độc hại nhưng lại rất hấp dẫn người tiêu dùng. Bạn hãy tránh xa, càng sớm càng tốt. Loại rau độc thứ năm là rau cải chứa nhiều hóa chất và sâu bọ. Đây là loại rau thu hút rất nhiều sâu bọ khi trồng trên đất. Vì vậy nên các chủ vườn thường tăng cường tưới các loại thuốc trừ sâu và phân đạm cho rau vào khoảng thời gian trước khi thu hoạch. Điều này sẽ rất nguy hiểm vì khi đưa vào sử dụng, dư lượng phân bón thuốc trừ sâu trong rau sẽ còn cao do không có đủ thời gian để phân hủy. Vậy nên, bạn hãy cân nhắc thật kỹ khi lựa chọn rau cải để giữ gìn an toàn sức khỏe cho cả gia đình. Đứng thứ 6 là dưa chuột tẩm ướp nhiều thuốc trừ sâu. Theo tiết lộ của một người trồng dưa chuột ở Hải Dương, thì dưa chuột chính là loại rau bị ăn nhiều thuốc trừ sâu và thuốc kích thích tăng trưởng nhất để cây có thể lớn nhanh đúng tốc độ. Cứ 2 ngày, người dân lại phải phun thuốc một lần, thậm chí nhiều nơi còn phun bằng máy. Gần đến ngày thu hoạch thì sẽ với mật độ dày đặc hơn. Mỗi ngày phun tới 2 lần, nhiều người còn vừa hôm trước phun, hôm sau đã hái quả đem bán được ngay. Đó là bởi họ phun đến hàng chục lần thuốc trong một ngày và để qua đêm. Nhờ vậy mà quả dưa chín đẹp mắt, trông rất hấp dẫn. Nhiều người mua vô tình ăn phải loại dưa chuột bị phun thuốc trừ sâu và thuốc tăng trưởng, không được rửa kỹ, không gọt vỏ thì có thể sẽ bị ngộ độc với các triệu chứng như nôn mửa, chóng mặt, nhức đầu, tiêu chảy. Trên thực tế, ngay cả khi rất cẩn thận ngâm và rửa sạch bằng nước muối mà nhiều người vẫn bị đau bụng, vậy nên cần hạn chế, không ăn quá nhiều dưa chuột. Vị trí thứ 7 trong danh sách này thuộc về mướp đắng ngâm hóa chất. Mướp đắng rất dễ bị sâu nên người trồng thường sử dụng hóa chất để hạn chế sâu bọ. Khi mua, tốt nhất bạn nên tìm những quả nhỏ dài, trên thân có nhiều sớ gân nhỏ li ti. Còn mướp đắng to màu xanh đậm, mướt, thân phình, nhưng sớ gân bóng loáng là những loại quả lạm dụng hóa chất làm tươi. Vì những lý do trên, để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, nếu có điều kiện, quý vị nên chọn mua rau ở những cửa hàng thực phẩm có uy tín hoặc rau được chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên đây là toàn bộ nội dung trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.